Mình tên là Cao Thị Lý Quyên, lớp 5G. Hôm nay mình đến đây để chia sẻ với các bạn một câu chuyện là hồi nhỏ mình là một đứa rất hay khóc nhè. Đi học lúc nào mình cũng khóc hết trơn á. Cái mẹ mình mới cho mình đi học múa, cái mình mới bắt đầu dạn dĩ hơn. Xong rồi mẹ lại tiếp tục cho mình học bóng rổ, bắn cung và võ. Anh Ngọc Vũ và chị Trung Nguyên, các anh chị nhận xét như thế nào về cái sự thể hiện của bé Lý Uyên ở trên bục dũng khí của thiếu niên nói? Chắc là Nguyên nói trước. À vâng, đúng, lady first. Cái điều mà ấn tượng nhất của mình đó là sự tự tin của bé. Đang là một người mẹ thì mình rất là thích cái khuôn mặt rạng rỡ của bé. Và mình cũng ước ao con của mình có những cái khuôn mặt như thế khi đứng trước đám đông. À, cô bé này sự tự tin nó toát ra, thứ nhất là cái giọng nói. Cái thứ hai nữa là ở cái ánh mắt, cái nét mặt khi mà giao tiếp với lại mọi người. Một cái bài kiếm mà nó nhiều động tác khó như vậy mà có thể biểu diễn thuần thục rồi không có do dự như thế là bạn này rõ ràng ấy có sự tự tin rất lớn nó toát ra từ phía bên trong. Theo các anh chị thì cái sự tự tin này của bé nó có được chủ yếu là do đâu? Nó là một sự tích lũy mà thông thường ấy do gia đình và nhà trường tạo ra. Có thể là từ những cái bộ phim đã được xem, từ những câu chuyện đã được nghe, từ những môn năng khiếu, các cái kỹ năng bé được tích lũy và từ những cái bài học mà bé được dạy ở nhà trường nữa. Sự tự tin này chắc chắn nó được đến từ một cái quá trình mà bé đã nhận được nhiều cái sự khích lệ từ những người xung quanh, kể cả người lớn mình cũng vậy. Mình không thể nào mà mình tự tin nếu như mà trước đó mình chỉ nhận những cái lời chê. Nãy giờ tôi vẫn rất ấn tượng với cái rạng rỡ trên khuôn mặt, cái năng lượng tích cực á. Điều này chắc chắn nó đến từ việc là bé đã được nhiều cái trải nghiệm qua nhiều môn học và hầu hết khi mà bé học cái bộ môn nào thì bé đều được khen. Bé cũng có nói là bé được mẹ cho học môn vẽ, học âm nhạc, rồi học múa kiếm. Có nghĩa là gia đình và nhà trường đã cho bé nhiều cái trải nghiệm khác nhau, ở nhiều bộ môn khác nhau thì nó cũng là một dạng của sự phát triển toàn diện. Tức là cho trẻ em được trải nghiệm hết tất cả những cái thể loại nào mà trẻ thấy thích và sau đó thì trẻ sẽ chọn ra một cái bộ môn mà mình yêu thích nhất. Xin phép lại hỏi các anh chị một chút là vai trò của cha mẹ trong cái việc mà tạo điều kiện cho bé phát triển toàn diện này nó nằm ở chỗ nào? Mình để cho bé tự lựa chọn những cái môn học mà ở đây mình đã nói là đam mê và sở thích, và việc định hướng những cái môn học nào, sở thích nào phù hợp với bé thì theo anh chị cái nào nên làm hơn? Mình nghĩ là nó tùy thuộc vào cá tính của đứa trẻ để mà mình lựa chọn. Nhưng mà có một cái đặc điểm rất là quan trọng của người làm cha làm mẹ đó, và thậm chí là cả thầy cô giáo, thì thường người lớn mình phải nỗ lực để mình tránh cái tình huống áp đặt. Cha mẹ mà muốn cho con phát triển toàn diện, một phần nào đấy là giống như thầy cô giáo trong trường được đào tạo là cần phải linh hoạt. Đấy, tức là chủ yếu thì cha mẹ sẽ đóng vai trò là cái người hướng dẫn, giúp đỡ và hỗ trợ cho con mình trong cái quá trình rèn luyện. Nhưng mà cũng có đôi lúc nào đấy thì cũng cần phải kiểm soát. Có một số kỹ năng của con trẻ đấy, nếu như ở phần nào đấy mà mình không có gò hay mà mình cứ để nó phát triển tự do đấy thì chưa chắc là đã tốt. Thí dụ nhé, con trai của tôi, cậu thứ hai đấy, bây giờ là học lớp 2. Tôi thấy cậu hay chơi game trên điện thoại. Đấy. Thì cứ mỗi lần gặp cậu đấy mà chơi game thì tôi thường là tìm cách ngăn chặn, bớt đi. Các ông bố thì thường thiếu kiên nhẫn hơn các bà mẹ, đúng không chị Trung Nguyên? Anh Vũ thì luôn luôn muốn là lựa chọn và định hướng cho con trước để con có thể tìm ra được cái sở thích đam mê của mình. Còn mẹ như là chị Trung Nguyên thì để cho con phát triển thoải mái. Nhưng mà thưa anh chị là bắt đầu từ bao nhiêu tuổi thì mình có thể định hướng về cái sự phát triển toàn diện cho các con được? Nguyên thì Nguyên nghĩ là càng sớm càng tốt. Sớm là khi nào hả chị? Có nghĩa là khi nào mà mình phát hiện ra thấy con mình có tín hiệu là đang thích một cái điều gì đó là mình tạo điều kiện ngay. Nếu mà nói về góc độ về giáo dục, tụi mình đã làm cái phương pháp là giáo dục sớm, có nghĩa là 0 tuổi là đã bắt đầu giáo dục trẻ rồi, ngay từ trong bụng mẹ. Người mẹ sẽ cho con nghe nhạc, người mẹ sẽ kể chuyện cho con nghe, hoặc là bố sẽ trò chuyện với con khi mà con còn ở trong thai giáo đó. Thì sau khi trẻ ra đời, những cái trẻ mà được giáo dục từ trong thai giáo và cái biểu hiện nó khác, và bé rất là dễ để bộc lộ, để thể hiện rằng là con thích cái điều gì đó. Dạ, thật
ra là lứa tuổi nào cũng có thể bắt đầu được hết. Quan trọng nhất là người lớn phát hiện ra được bé thích cái gì. Như tôi thấy là trẻ con thì thường dễ hay thay đổi. Giống như một đứa trẻ ngày hôm nay là thích ô tô, ngày mai nó lại thích siêu nhân. Hôm nay nó thích bóng đá, mai nó thích võ thuật. Vậy có một cái mốc thời gian hay là một cái độ tuổi để có thể xác định được cái niềm đam mê, cái sở thích cụ thể của trẻ không ạ? Câu hỏi này khó. Tại vì nếu mà mình đưa ra một cái con số cụ thể là tuổi nào hoặc là lớp nào thì thật sự mình nghĩ không dễ. Vâng. Tại vì thông thường mình thấy thì ở khoảng lứa tuổi trung học thì nó bộc lộ nó rõ hơn. Lúc đó về mặt tính cách định hình nó cũng khá là rõ rồi. Và cái điểm thứ hai là các cái bộ môn mà về văn hóa thì nó cũng bắt đầu áp lực hơn. Cái áp lực về thi cử để có được cái bằng cấp rồi có được những cái nghề nghiệp tương lai sau này của mình. Cho nên cái thời gian mà để đầu tư cho nhiều cái bộ môn năng khiếu á, nó không còn nhiều nữa, nó ít đi. Và lúc đó trẻ bắt buộc phải lựa chọn cái môn mà mình thích nhất. Đúng như cô Nguyên có nói, nó sẽ rơi vào cái độ tuổi tiểu học và trung học. Tức là trước tuổi dậy thì đấy, thì bộ não chưa có tách ra thành các cái khu vực độc lập để mà gọi là chịu trách nhiệm riêng biệt cho từng các kỹ năng. Trong cái giai đoạn này đó, nếu như mà chúng ta cho trẻ gọi là thử nhiều thứ thì dần dần là sẽ xác định được là cái nào là cái mà nó phù hợp nhất. Qua tuổi dậy thì rồi, lúc đấy là thường cái quá trình định hướng nó đã xong. Các anh chị có cái lời khuyên nào cho các bậc phụ huynh để giúp cho con mình cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hứng thú với những cái môn học hoặc là những cái sở thích của chúng không? Thì mình đeo đuổi cái triết lý giáo dục nhân bản. Các thầy cô giáo thì luôn chọn cái câu slogan là phụng sự trong yêu thương. Thì cái sự yêu thương nó được thể hiện là cho trẻ được trải nghiệm toàn diện. Mình sẽ khuyên với góc độ là của một người mẹ thay vì là một cô giáo. Đó là làm gì thì làm, cái sợi dây liên kết giữa ba mẹ với con vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Làm cái gì cũng vậy, bao gồm cả làm cha làm mẹ thì phải đầu tư. Và một cái đầu tư mà mình vẫn muốn nhắc lại rất là lớn, đó là cái tình yêu thương. Tôi thì chỉ có một cái ý nhỏ thôi, các bậc phụ huynh hãy cố gắng là tìm những cái thành tựu dù nó là nhỏ của con mình để ghi nhận và cố gắng thường xuyên là khen ngợi, động viên con của mình. Và đầu tư thêm một chút sự kiên nhẫn nữa chứ đã. nhiều sự kiên nhẫn. Cảm ơn các anh chị.